đổi kim đồng thông chúng. Bác chấp hành tri đoàn là được tình cảm và sự quan tâm của các ông bà như sau: ông Hạnh trưởng thôn 500.000, anh chị Hải Thao 1 triệu, em Hiền 1 triệu, sở cơ khí Quang Nhật 500, anh Quang Quang Long Đức 500.000, ông Nhân Thắng 200.000, chị Hường Quang Ngạnh 500.000 và ông Bắc Mến là 100.000. Thật là các hội viên xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm động viên của các ông bà và các tập thể. Chúc các đồng tôn chúng sẽ hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Thank you.
ngoài. Rồi này phụ trách em không ở quá đây. Đi kìa, mình đứng ở ba cái bàn đứng ở bên cái quạt. Để đảm bảo đội hình thân chú triển khai đội hình, ban tổ chức đề nghị khán giả khu vực cánh gà phía trên sân khấu cánh gà bên tay trái đề nghị lùi vào 1 mét. Đề nghị bộ phận an ninh cho bà con lùi vào 1 mét ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiên. Rộng quá.
hết rồi. Ok, em nào lưu ý vị trí hàng nhé. Thầy sẽ hô để các bạn ngồi lại. Còn chị hội chú ý nghiêm, lùi một bước, bước.
chi đội thực phẩm chuẩn bị từ đội hình vào sân. Thank you.